Ủa. Giờ. Ngon. 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 Ừ. Hello, hai cho con quay chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay thì được bé Nhung là thèm quá. Đây là một mâm là chân gà sốt ca tắc mọi người. Chân gà xả tắc á. Hay ngon không? Quá đã luôn á, thèm quá trời luôn. Bé Nhung nói thèm, bay làm cho bé Nhung ăn nè. Ngon không? Mấy học đi về, học đi học về luôn mấy người. Đây nè, với bao tay nha. Mấy mua bao tay về luôn nè. Bao cho hợp vệ sinh. Cái chân gà này á là xả tắc và là cái xoài mọi người. Xoài này, xoài lắc này. Với là tắc này, chân gà này, nước sốt này rất là ngon luôn. Đây. Nay đi bao một tay thôi. Một tay thôi nha mọi người nhé. Đây là ly 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 để uống bằng nho. Hai cho con mình sẵn ly nhé. Đây là mật nho này mọi người. Mật nho là đặc sản Ninh Thuận á. Một ly này á, một chai này pha uống nhiều lắm luôn á. Đây vì pha chai nữa này, bữa vì uống 15 ngày luôn á, còn như đây nè. Đó mình pha mật nho thì mình bỏ đá bao nhiêu lên nhé. Đó mình rút mật nho vào xíu thôi. Mình cho thêm miếng tắc nha, tắc hoặc chanh không được. Đây nè. Mọi người uống nó bằng nhau nha. Nhung uống thì ngon ngon luôn. Bằng nhau này uống mát lắm á. Mọi người ai mà mua ủng hộ hai trăm con Vy thì mọi người để số điện thoại nhé. Để số điện thoại Vy liên hệ nha. Mua bằng nhau về sử dụng. Ok mọi người ăn trắng gà nè. Mọi người nha. Nhung ăn Nhung. Xích Nhung. Vì phải bao hai tay mới được. Hai tay luôn nó đã. Ngon không? Thơm á. Chua chua. Đây là vợ Vi làm nha. Vợ Vi làm muốn ăn cũng ngon. Đây vợ Vi nè. Quá là ngon mọi người. Giòn á. Cái chân gà này mình đi mua ở bên đó xanh á. Nó sạch rồi. Cho miếng xoài á. Nhung. Nước sốt à. Cay không? Ăn ớt không? Cho ớt thêm nữa. Hả? Ăn ớt nha. Đục thơm luôn á. Ăn xoài nhông. Bây giờ bé Nhung thèm mà gà mà gà gì không? Trứng gà gì? Số dầu á. Trứng gà với xiêm. Thấy xiêm hả? Trứng gà này ngon không hả? An toàn nữa, ngon. Mình tự làm mình tự ăn luôn, ăn toàn luôn. Có miếng chanh mấy người chua chua nè, có nước sốt này nè. Đó. Ngon luôn, béo lắm. Có được thùng bột tắc này, cái chua xoài này, nước sốt này, cay cay á. Khá ngon. Bên Nhung năm nay học lớp mấy Nhung? Không năm. Nghỉ hè chưa? Chưa. Ủa tháng 5 mà chưa nghỉ hè? Không chờ không? Bình thường. Tháng 10. Tháng 10 không? Chờ. Ăn xả chua nè. Xả này xả Thái ăn nó ngon á. Wow. Ăn hơi chua nó ngon. Chân gà mình sốt cái mình làm chua chua mới ngon mấy người mới đã cũng ăn đã. Trời chân gà rất là to nha. Đây. À.
Xương rất là mềm luôn á, tại vì xương gà này mình luộc á, luộc nó rụt xương luôn à, thốt. Mừng rồi. Thế thì em tặng nước uống ngon nè. Wow, mặn ngọt ngon lắm. Đó, ai mà mua mặn ngon thì ấn vào link á, mọi người ấn vào, mọi người coi để comment nhé. Để số Zalo, số điện thoại mình á. Wow, ngon. Ngon. Ăn thuốc rồi, cay okay luôn, khá là ngon luôn. Chị này mưa đi bắt cái đòn nhung. Bữa bây giờ làm bây giờ ít đòn á, nhiều người chửi quá trời luôn, nói mình à, nói là cái ăn giống dây quái này kia á, ít đòn ăn ngon á mấy người, thiệt mọi người. Có vùng mọi người kêu ít ương, còn vùng vi thì ít ồn, ít ương nó khác nhau hoàn toàn đó, không giống không? Ít ồn ở đây hiếm lắm. Một đêm thì đi đến, nếu mà mưa to, đi xe hơi ngày cũng đêm cũng có được mấy chục con à. Ngon không? Ngon. Bên Trung chắc là thích ăn chân gà này lắm mọi người, nhất là chân gà Tứ Xuyên và chân gà sốt xì dầu này kia, chân gà mua ở ngoài chợ đó, ở ngoài Trung Quốc ấy. ăn không dám ăn đâu, sợ mọi người. Mọi người mình ăn, mình mua chân gà này về á, mình sốt mình làm nó ăn rất là ngon mọi người, ăn nó khá là ok luôn. Mình ăn mình không có không ăn á, không có suy nghĩ tình li tùm lum. Mệt không? Ừ, xoài không? Nướng tắc rồi không? Tù 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 tháng bà luôn à. Xuống cái mệt không? Ăn hết không? Hả? Ăn hết không? Thèm có ăn hết không? Tìm nữa, ăn đi. Lấy xoài ăn không nè? Ăn đi, ngày mai ba làm xoài lắc ăn. Ăn xoài lắc không? Ăn. Ăn. Bên Nhung thường hay quay video cho Vi lắm mấy người. Những video mà Vi ăn trên TikTok á, thì bên Nhung quay không à. Bên nào bên Nhung học á, thì buổi sáng buổi chiều bên Nhung ngồi, bên Nhung nghỉ thì dụ bên Nhung đi quay. Bên nào không có bên Nhung thì quay, mình nên quay luôn. Vì không có tiền mướn cameraman. Mướn cameraman thì trả phí này kia rồi, mình đâu có điều kiện đâu mướn mà nha. Ngon không? Ăn không? Ngon. Ăn đây nè. Hả? Cũng to. Ừ. Ba tên bên này không có ăn này. Cảm ơn. Ừ. Ăn được không? Mặn nho này mùa nóng này uống chắc là mát luôn đó nè, trải nhiệt. Wow.
Cần thấy xoài không? Chua dễ ăn lắm. Thấy người ta ăn thèm mà mình ăn cũng vẫn chưa nó giòn ngon ngon xoài nó ăn ngày ăn chua cái này rất là ngon à, cay nè. Ăn nước còn ngon. Thôi video dài ha, thì hai cho con Vy xin kết thúc video nha. Ăn cũng no rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà muốn hai cho con Vy làm món gì á, thì mọi người comment nhé, comment để phần bình luận á, để hai cho con Vy làm món đó nha mọi người nha. Bye bye mọi người nha.